Cái mà anh em quan tâm nhất đấy chính là giá. Thì bảng giá niêm yết ở đây công ty cổ phần Our World du lịch đảo Ngọc Xanh, tắm Lăng Bẻ, khoáng nước nóng, khoáng lạnh, trà xanh, thảo dược thuốc bắc. Có nghĩa là đây là nó sẽ cho bạn vào một cái bể bơi, và vé người lớn trên 1m2 là 80.000, vé người cao từ 0,8 đến 1m là 50.000, và người cao dưới 0,8m là miễn phí. Ở đây nó sẽ có 5 cái bể là khoáng nóng, khoáng lạnh, trà xanh và tươi thuốc bắc. Đây trong khu vực bể khoáng thảo dược có quầy cho thuê và bán đồ bơi, kiểu như là một cái bể bơi, bạn vào bạn nhảy bơi. Và tiếp theo là hai là tắm phòng riêng, mình sẽ sử dụng cái dịch vụ tắm phòng riêng này, tắm phòng khoáng sục, tắm thuốc và xông hơi, thời gian khoảng 30 phút. Và ra tiền 100 thì nó sẽ có các bước như là bạn vào tắm tráng này, sau đó ngồi vào khoáng sục, sau đó tắm thuốc và sau đó xông hơi thì ra hết. Ở cái option cao nhất thì là vật lý trị liệu, tên dịch vụ xoa bóp bấm huyệt 70 phút 200.000, tắm khoáng sục 80, thuốc xông hơi thêm 90 phút 250.000, tắm khoáng sục. Có nghĩa là thêm, đây là option để thêm, để cho các bạn thêm thời gian, thêm giá tiền. Thế là mình sẽ thực hiện cái này thôi, mình không chơi mấy cái thể loại này đâu, không có thời gian. Đấy, tắm khoáng sục, tắm thuốc, xông hơi. Ok, bây giờ mình sẽ vào xem để cảm nhận cho các bạn. Ở quang cảnh của bên trong thì vì là ngày đầu tuần nên là nó tương đối là vắng. Đây chúng ta có phòng bia, chỗ này là khu vật lý trị liệu để vào tắm này. Đây hai khu vật lý trị liệu, chỗ kia là khu tắm thảo dược. Đây khu vào bể bơi. Đây họ có cho đo mép để biết là mình có cao hay không, đỡ ăn gian. Đối với nhân viên, ta không nhận được. Đối với khách, gửi đồ quy định. Đây kiểu là bể bơi, vào khu bể bơi. Phòng bia, phòng vệ sinh. Trong khu không có gì kinh khủng. Mình vừa ở trong phòng tắm ra, nói chung là các bước cũng đủ 3 bước, nhưng mà nó là giá 100.000 cũng không thể yêu cầu nó quá nhiều về cảm nghĩ của mình đấy. Nó nếu để trải nghiệm thì các bạn để trải nghiệm, để mà quá thú vị thì không có thú vị lắm, chắc là do không làm full option.